20. Lý Thượng Thư, lão gia, trong chàng gần đây không khỏe, thiếp đặc biệt nhờ thẩm thái y đến khám cho chàng. Tốt, gần đây ta luôn bị đau đầu. Đại nhân sẽ ổn thôi, ngài chỉ bị căng thẳng quá độ, nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ khỏi. Thật sự chỉ do căng thẳng thôi sao? Đúng thật, do căng thẳng. Lão gia, nếu đã vậy chàng phải nghỉ ngơi cho tốt. Lão gia, không hay rồi. Tiểu nhân được báo nhị thiếu gia bị phục kích trên đường về nhà, thiếu gia rơi xuống sông, chưa biết sống chết ra sao. Phu nhân, ta phu nhân tối qua đổ bệnh, đại phu vừa tới bắt mạch, quả nhiên là nhiễm phải dịch bệnh. Dịch bệnh à? Mới đây còn khỏe mạnh, sao lại nhiễm dịch bệnh chứ? Nhiễm bệnh chỉ là khởi đầu thôi. Cái làm ả ta đau đớn hơn nữa đó là không có con trai để đưa tang. Có phải mẫu thân ả ta thông đồng với Lý Dị Ương hãm hại đại ca của con, khiến nó thân bại danh liệt rồi chết trên đường đi đây? Ả ta không những phải chết mà đứa con trai mặt hạng của ả ta cũng phải chết. Trường Lạc, đại ca của con đã đi rồi, bây giờ con là hy vọng duy nhất của ta. Trước đây về chuyện cứu trợ thiên tai, phụ thân con có chê trách con vài lời. Giờ phụ thân con không được khỏe, con nên quan tâm phụ thân nhiều hơn. Như vậy phụ thân sẽ lại yêu thương con. Dân, con biết phải làm gì. Phụ thân, con đến đấy à, Trường Lạc. Con nghe nói phụ thân không được khỏe. Đây là canh bát trân, rất tốt cho sức khỏe, đúng lúc phụ thân đang cần. Con đã nấu nó và mang tới cho phụ thân. Nó được làm từ 8 loại nguyên liệu quý giá. Con đã dành rất nhiều công sức để có được những nguyên liệu này. Hy vọng người sẽ thích nó. Thơm quá, phụ thân thử đi, ngon lắm đấy. Không tệ. Trường Lạc, đa tạ con đã quan tâm. Nào, ngồi đi, trò chuyện cùng ta. Lão phu nhân, đừng ngồi dậy. Con dâu à, con phải kiên cường lên nhé. Mận Đức sẽ sớm về nhà thôi. Con làm lão phu nhân lo rồi, con thật bất hiếu. Đừng nói nữa, mau nằm xuống đi. Lão phu nhân, con biết người quan tâm tới muội ấy, nhưng người cũng phải chăm sóc cho bản thân. E rằng bệnh dịch này truyền nhiễm, để con đưa người quay về, muội ấy sẽ không phiền đâu. Đi thôi. Nào. Tam thẩm, người hãy giữ gìn sức khỏe. Thường Như, Dị Ương, mau đi thăm tam thẩm của con đi. Tạm thời đừng nói tam thẩm chuyện xảy ra với Mận Đức, ta sợ tam thẩm của con sẽ không chịu nổi. Đi đi. Tam thẩm,
Thẩm đang khỏe mạnh mà, sao lại nhiễm bệnh thế? Tam phu nhân vẫn khỏe, lúc đi thắp hương về, người cứ tưởng bị nhiễm phong hàn nên là không để ý lắm. Đột nhiên bệnh lại trở nặng, lúc thì nóng, lúc thì lạnh, thậm chí tối qua còn ngất xỉu. Chúng nô tỳ chỉ biết người đổ bệnh sau khi đại phu đến khám. Tam thẩm, dị ương, bệnh của ta lây đấy, mau rời khỏi đây đi. Con không sợ. Tam thẩm đừng lo, con sẽ tìm đại phu giỏi chữa cho thẩm, nhất định sẽ mau khỏe lại. Phải, ta còn phải đợi Mẫn Đức về nhà. Tam thẩm, Mẫn Đức sẽ sớm quay về thôi, thẩm cũng sẽ sớm khỏe lại. Thẩm phải thấy Mẫn Đức công thành danh toại và thành thân nữa. Chị e là không thể thấy nó thành thân. Tam thẩm đừng nghĩ thế. Cơ thể ta, ta là người biết rõ nhất. Nhưng thấy Mẫn Đức bình an khôn lớn, ta cũng mãn nguyện rồi. Dị ương, đến thời điểm thích hợp, hãy tìm một người tử tế rồi thành thân, tránh xa những chuyện này ra. Đời người chẳng phải chỉ có vậy sao? Ta nói đúng chứ? Dị ương sẽ ghi nhớ lời của Tam thẩm. Tam thẩm nghỉ ngơi đi. Tam phu nhân nhiễm dịch bệnh, nhị thiếu gia sống chết chưa rõ. Xem ra lần này đại phu nhân thật sự rất tức giận. Cái chết của đại ca có liên quan tới Tam thẩm, đại phu nhân sao có thể không phẫn nộ? Ai cũng nói đại tiểu thư và nhị tiểu thư rất thông minh, nhưng ta nghĩ Tam tiểu thư mới là người thông minh nhất, người nắm tất cả bọn họ trong tay. Họ sẽ không bao giờ ngờ được Tam phu nhân có thể cứu Tử Yên là do người đã bí mật gửi thư. Dung Nhi, người có thấy ta nhẫn tâm không? Tiểu thư, trong phủ này người hiền lành không thể sống sót. Người đã vất vả bao năm nay, nếu không cẩn thận tính kế, sao có thể có vinh quang hôm nay? Ta chưa bao giờ là người mềm lòng. Ta chỉ chưa từng nghĩ nhị tiểu thư sẽ đối đãi với ta tốt như vậy. Nếu như tỷ ấy biết, ngay từ đầu ta đã lợi dụng tỷ ấy, nhất định tỷ ấy sẽ hối hận vì đã tin ta. Tiểu thư, người đừng mềm lòng, hãy nghĩ tới Nam An Dương Điện Hạ. Không phải trở thành Nam An Dương Phi là ước mơ lớn nhất của người sao? Giờ người đã có được sự chú ý của Điện Hạ. Tiểu thư, người không thể bỏ cuộc. Đúng vậy, ta không thể bỏ cuộc. Đại phòng và tam phòng càng tranh đấu, địa vị của nhị phòng ta sẽ càng vững chãi, vì ta có thể trở thành nữ nhân xứng đôi với Nam An Dương. Tiểu thư, quân đã kể tường tận hành tung của Tam phu nhân cho người, nhất định là không sót gì hết. Trước đây ta từng không nghĩ nhiều, nhưng xem ra thai phụ ngất xỉu được Tam thẩm cứu là người đáng nghi nhất. Sao tiểu thư lại nghĩ nàng ta? Con đường đó là để các nữ quyến nhà quan dùng đến để đạo quán. Sao lại có người thai phụ sắp lâm bồn một thân một mình tới vùng núi hẻo lánh? Nàng ta chắc chắn bắt gặp vô số xe ngựa, nhưng lại không nhờ giúp đỡ. Tại sao lại ngất xỉu ngay trước xe của Tam thẩm? Nếu người nghĩ như thế, hành tung của thai phụ đó quả thật rất kỳ lạ. Tiểu thư nói đúng, Tam phu nhân từ lâu đã yếu ớt. Chẳng lẽ có kẻ cố tình hãm hại Tam phu nhân? Ta cũng không chắc. Chẳng lẽ chuyện của Mẫn Đức cũng liên quan tới sức dân nhu? Không được, ta phải đi thăm Tam thẩm. Tùng Đào Cư. Phu nhân, người không sao chứ? Tam phu nhân, Mẫn Đức về rồi sao? Đại phu nhân đến rồi. Ta nghe nói muội bị ốm, ta đặc biệt tới thăm muội đây. Đa tạ tẩu đã quan tâm.
Lùi ra đi. Dân. Mùi mùi, mùi phải chăm sóc bản thân. Chúng ta không biết Lý Mẫn Đức còn sống hay đã chết. Mùi phải khỏe mạnh để còn gặp nó lần cuối. Đại tẩu, tẩu nói Mẫn Đức bị làm sao? Sao? Mùi không biết à? Lý Mẫn Đức bị phục kích trên đường về. Nó bị ngã xuống sông. Lão gia ta đã tìm kiếm mấy lần nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Ta chỉ e nó còn quá trẻ. Thật đáng tiếc. Mẫn Đức. Không, muội không tin tổng. Người hầu mang cái này về. Mẫn Đức hiếu thảo đến vậy. Thật đáng tiếc. Sao Mẫn Đức bỗng nhiên lại bị phục kích? Là tẩu. Tẩu luôn có ý xấu với Mẫn Đức. Là tẩu làm phải không? Đừng làm những việc mà muội không muốn người khác biết. Muội là người mang Tử Yên trở về. Muội và Lý Dị Ương đã giết con trai ta. Muội tưởng có thể giấu ta sao? Chỉ là ta không biết. Muội lấy đâu ra can đảm để chống lại ta sau ngần ấy năm? Sợ sệt ta. Nhìn bộ dạng của muội kìa. Nhị tiểu thư, phu nhân đã căn dặn không được người cho phép, không ai được vào. Tránh ra. Các người không nghe lời của An Bình quận chúa sao? Tam thẩm, dì Ương, Mẫn Đức, có chuyện gì sao? Tam thẩm bệnh nặng mà bà vẫn nói chuyện đó với tam thẩm. Bà có âm mưu gì? Tẩu nhẫn tâm lắm. Là Lý Mẫn Phong tự làm tự chịu. Tẩu có thể trách ai chứ? Tẩu là vì chuyện này mà hãm hại Mẫn Đức. Rất dân nhu. Tẩu thật nhẫn tâm. Mùi sai rồi. Ta không làm gì hết. Trời biết bà đã làm gì. Bà không sợ báo ứng hay sao? Báo ứng? Thay vì lo cho ta, cô hãy lo cho mình đi. Lý Mẫn Đức đã chết, ả ta cũng không sống lâu đâu. Ai sẽ là người kế tiếp đây? Tam thẩm. Thẩm nằm xuống đi. Tam thẩm. Thẩm đừng lo. Đừng trúng kế của đại phu nhân. Nhị đệ tốt như thế nhất định sẽ không sao. Đệ ấy sẽ bình an trở về. Dị Ương, Mẫn Đức mất rất nhiều máu. Con xin lỗi tam thẩm. Con đã liên lụy thẩm. Con đã liên lụy nhị đệ. Dị Ương, con đừng đổ hết mọi trách nhiệm lên vai mình. Lý Mẫn Phong đã giết Tử Yên, đó là sự thật, là nó tự mình chuốc lấy. Sự nhẫn tâm của sức dân nhu không liên quan tới con. Đừng tự trách mình. Dị Ương, nghe tam thẩm nói, con không được nhu nhược cả đời như ta. Con phải thật kiên cường. Trước mặt kẻ ác không được nhu nhược nữa. Con có nghe thấy không? Nếu một ngày Mẫn Đức quay về, hãy giúp ta chăm sóc nó.
Cho tỷ đấy, là quà chúc mừng tỷ trở thành An Bình quận chúa. Có phải do đệ tự tay làm không? Chắc tỷ thấy nó xấu lắm. Đệ cắt nó theo khuôn mặt của tỷ đấy. Ta thay mặt dị ương đến Lý Phủ, chỉ để giết Lý Mẫn Phong. Ta chưa từng nghĩ Mẫn Đức và Tam Thẩm Lương Thiện là vì ta mà bị tổn thương. Hai người họ thật đáng thương. Rất dân nhu. Tối nay ta phải để bà nếm trải cảm giác gậy ông đập lưng ông. Đại ca, huynh thấy sao rồi? Có phải bị sấm làm hoảng sợ không? Không, huynh bị đau ngực. Sao muội lại ở đây? Đại ca, huynh nhìn xem, muội nấu canh gà đặc biệt này cho huynh. Có chuyện gì sao? Sao trông huynh nhợt nhạt vậy? Để muội lấy gương cho huynh. Đại ca, nhìn xem. Mẫu thân cũng đến thăm phụ thân sao? Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đại phu, lão gia sao rồi? E rằng đại nhân đã bị trúng độc cỏ đuôi ngựa. Cỏ đuôi ngựa sao? Đó là cái gì? Thưa lão phu nhân, cỏ đuôi ngựa là loại cỏ có độc, liều lượng lớn có thể giết người, một lượng nhỏ có thể gây đau đầu và đau ngực, khiến thân thể ngày càng hao gầy. Không phải đó là triệu chứng của huynh sao? Ta còn tưởng huynh ấy bị trúng tà nữa chứ. Nó có nghiêm trọng không? Lão phu nhân đừng lo, đại nhân không bị trúng độc quá sâu, chỉ cần uống thuốc giải ít lâu, ngày ấy sẽ hồi phục. Trước đây còn khỏe mạnh, sao lại bị trúng độc? Đại nhân, dạo này ngài có tiếp xúc hoặc ăn phải thứ gì không? Thức ăn của ta gần đây không có gì đặc biệt, toàn là các món bình thường. Còn có canh bát trân mà Trường Lạc nấu cho ta mỗi ngày. Canh bát trân, ta chưa từng nghe qua. Đó là gì vậy? Là một loại canh tẩm bổ, có thể giúp người khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Nhưng phụ thân uống xong, không những không kéo dài tuổi thọ, còn suýt mất mạng. Lý Dị Ương, con nói vậy là có ý gì? Con không có ý gì cả. Nếu mẫu thân không muốn nghe con nói, con sẽ im lặng. Phụ thân, con gái luôn kính trọng và hiếu thảo với phụ thân, con lại hạ độc hại phụ thân làm gì chứ? Lão gia, Trường Lạc cũng là con gái chàng, sao nó lại hại chàng? Có lẽ phương thuốc đó không hợp với phụ thân, xin hãy cho người kiểm tra. Người đâu? Dạ, mau lấy nguyên liệu trong canh bát trân của đại tiểu thư. Dân. Đại nhân, tám vị thuốc trong canh bát trân này đúng là có lợi cho cơ thể, chúng rất tốt cho sức khỏe. Nhưng canh bát trân này không nên gọi như thế, vì nó có thêm một nguyên liệu có độc, cỏ đuôi ngựa. Trường Lạc, con còn gì để nói? Thường Hỷ đã đưa cho con canh bát trân này mà. Đại bá phụ, lúc mặt con bị thương, đại phu đã kê thuốc này cho con. Có một lần đại tỷ thấy con uống canh nên tỷ ấy muốn có nó. Canh bát trân mà Thường Hỷ cho tỷ ấy rất sạch sẽ, nó không có cỏ đuôi ngựa. Thường Hỷ, thôi đi, chúng ta lương tâm trong sạch. Nếu đại ca không tin chúng ta, có thể lục soát nơi ở của chúng ta. Chúng ta không làm gì sai, không sợ bị lục soát.
Lão gia, không có cỏ đuôi ngựa trong đây, thật sự chỉ là canh bát trân. Đây, đại bá phụ, người tin con trong sạch rồi chứ? Lão gia, đây chính là sự sắp đặt. Nhất định là có kẻ hạ độc chàng, du quan cho Trường Lạc. Vậy nàng nói đi, ai muốn hại Trường Lạc? Thiếp sẽ tìm ra kẻ đó, không sớm thì muộn. Phụ thân, sao Trường Lạc lại làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chứ? Sao con lại hạ độc phụ thân? Phụ thân phải tin con. Đúng vậy, tỷ ấy không muốn hạ độc phụ thân, vì con mới là người tỷ ấy muốn hạ độc. Tổ mẫu, phụ thân, dì Ương có chuyện muốn bẩm báo. Năm tháng, ngày, giờ sinh. Trên này có ghi bác tự sinh thần của ta, dì Ương. Con cũng thật to gan, sao con dám dùng tà thuật? Phụ thân, là họ muốn phụ thân nghĩ như vậy. Bạch chỉ tìm thấy hình nhân gỗ này trước sân vào mấy ngày trước, nàng ấy thấy có người lén lút chôn nó dưới gốc cây. Lần này nếu phụ thân cũng thổ huyết và bất tỉnh như mẫu thân, nhất định kẻ nào đó sẽ tìm ra tượng gỗ này và buộc tội con dùng tà thuật để hại phụ thân. Nhưng có ai ngờ phụ thân là thực sự bị trúng độc. Lý Dị Ương, ý con là sao vậy? Đại tẩu không hiểu nhưng muội hiểu. Dị Ương đang nói Trường Lạc đã hạ độc đại ca. Trường Lạc đang định giá quả tà thuật cho Dị Ương. Trước đây đại tẩu cũng bị hạ độc mà. Ôn Nghi, muội muốn nói gì? Dị Ương, con tự nói đi. Triệu chứng của mẫu thân giống hệt với phụ thân, nên mẫu thân cũng không hề bị trúng tà. Mẫu thân cũng bị trúng độc cỏ đuôi ngựa. Thật hoang đường. Nếu ta bị trúng độc, sao thẩm thái y lại không khám ra? Trước đó thẩm thái y cũng khám cho ta, ngài ấy cũng không nhận ra. Trường Lạc, ta biết con và dì Ương bất hòa, nhưng con không thể hại phụ thân mình chỉ để giá quà cho dì Ương. Cỏ đuôi ngựa có độc, có thể giết người đấy. Nay con ra tay với phụ thân mình, lần tới sẽ là ai đây? Con định làm thế với ta sao? Không phải, phụ thân. Không phải, không phải con. Phụ thân, là Lý Dị Ương. Dị Ương đang hãm hại con đó phụ thân. Đến lúc này con vẫn chưa chịu hối cải. Lão gia, chẳng có thể nghe lời kiến nghị của dì Ương được hay sao? Không chừng nó đang hại Trường Lạc để thoát tội thì sao? Có lẽ nó đã bỏ cỏ đuôi ngựa vào canh. Mẫu thân, sao mẫu thân vẫn khăng khăng đổ tội cho con? Để con hỏi phụ thân, con làm sao hạ độc phụ thân? Thường ngày con không có dịp gặp phụ thân, không như đại tỷ. Tỷ ấy có thể gặp phụ thân bất cứ lúc nào. Nếu mẫu thân thực sự bị trúng độc chứ không phải trúng tà, vậy mẫu thân hồi phục nhất định là nhờ uống thuốc giải. Nếu phụ thân cho người điều tra, chắc chắn sẽ tìm thấy được bả thuốc. Người đâu? Đến Hà Dương Diện đào ba tấc đất lên, lục soát kỹ càng cho ta. Dân. Lão gia, tìm thấy cái này trong sân sau của đại phu nhân. Đại phu, ngươi xem đi. Đại nhân, đây đúng là thuốc giải độc. Lão gia, rất dân nhu, để hãm hại dì Ương. Nàng đã tự hạ độc chính mình, sau đó lại hạ độc ta. Nếu như không thành công, có phải nàng sẽ hạ độc cả lão phu nhân không? Thật hoang đường. A Nhu, thân là đại phu nhân trong phủ, lại làm ra chuyện thế này. Con còn dạy cho con gái mình hạ độc phụ thân mình. Nếu chuyện này lọt ra ngoài, mọi người sẽ nghĩ gì về chúng ta đây? Lão gia, chàng phải tin thiếp. Thiếp bị gài bẫy, thiếp không biết gì về bả thuốc hết. Nhất định là có kẻ hãm hại thiếp. Lão phu nhân, hãm hại con à? Dì Ương có đến sân sau của con được không?
Phu nhân, vì chuyện tà thuật, con đã chịu rất nhiều đau khổ. Giờ sự thật đã được phơi bày, xin phụ thân trả lại công bằng cho con. Trường Lạc, chúng ta thực sự bị oan. Đến cả phụ thân con cũng không tin chúng ta. Sống trên đời này còn có ích gì chứ? Con sẽ không thừa nhận những gì mà con làm. Nguyện dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Trường Lạc, con gái ta thấy ấm ức quá mà. Lão gia, đại tiểu thư muốn dùng cái chết để minh giám. Người làm thế là gì thấy oan uổng mà. Lấy cái chết để minh giám mà. Vậy thì hãy làm nhanh đi. Cái gọi là chết để minh giám chỉ là đóng kịch thôi, đúng chứ? Lý Dị Ương, là lỗi của cô. Tiểu thư, đại phu nhân, mẫu thân, đại phu nhân, lão gia, đại tiểu thư bị hãm hại. Người thật sự bị hãm hại mà. Đồ nha hoàn xấu xa, có liên quan tới người mà. Người đâu? Lôi ra ngoài, đánh 20 roi. Dân, lão gia, xin người hãy tha tội. Lão gia, lão gia, đại phu nhân, lão gia, phu nhân, mẫu thân, Lý Dị Ương. Lý Dị Ương, ta sẽ giết người. Tiểu thư, Trường Lạc, phụ thân. Phụ thân, Trường Lạc, người đâu? Người đâu? Mau lộ thứ bất hiếu cố giết cha này đi. Lão gia, phụ thân, lão gia, con không cố ý mà. Mau lôi ả súc sinh này đi. Không được ta cho phép thì đừng bao giờ quay lại. Phụ thân, Trường Lạc, Trường Lạc, không, Trường Lạc. Tiểu thư, phụ thân, Trường Lạc, Trường Lạc, phụ thân, phụ thân, tiểu thư, tha cho con. Trường Lạc, lão gia, là lỗi của thiếp, là lỗi của thiếp. Đừng trách Trường Lạc, thiếp đã mất con trai. Đừng bắt thiếp mất luôn con gái mà. Lão gia, đúng vậy, là lỗi của nàng. Nàng đã hủy hoại hai đứa con của ta. Lão gia, cậu đứng đó làm gì? Mang bà ấy đi. Lão phu nhân, cậu xin người. Trường Lạc cũng là cháu của người mà. A Du, cậu xin người. Xin người đấy. Đại phu nhân bệnh nặng, cần phải tịnh dưỡng. Không được ta cho phép, không ai được đến thăm. Nếu sức dân gia biết được chuyện của Mẫn Phong và sức dân như mẫu thân, con đang dạy bảo con của con. Sức dân gia cũng phải can thiệp sao? Chính vì sức dân gia mà sức dân nhu mới táo tợn như vậy. Mẫu thân nhìn xem, Lý gia đã thành cái gì rồi. Lão gia, sáng mai người tới phủ của Thẩm Thái Y, nói với ngài ấy chuyện nhà của chúng ta khiến ngài ấy lo lắng rồi. Dân, sức dân nhu.
Bạch chỉ, lui xuống trước đi. Dân. Sao cô lại hạ độc Lý Tiêu Nhiên mà không hỏi ý ta? Dù sức dân nhu muốn hại ta, cũng không thể làm thế này để trả đũa. Đặc tính của cỏ đuôi ngựa rất mạnh, nếu mấy xảy ra chuyện gì thì sao? Dù là sức dân nhu hay Lý Tiêu Nhiên đều không dễ bị lừa. Nếu Lý Tiêu Nhiên không thực sự trúng độc, sao có thể lừa được sức dân nhu chỉ với đại phu mà chúng ta sắp xếp? Cuối cùng chắc chắn sẽ bị họ phát hiện. Nếu chúng ta không cẩn thận, cả tiểu thư cũng, nên ta mới đổ thuốc. Cho dù nói gì, ông ấy cũng là phụ thân của dì Ương, là cha của ân nhân cứu mạng ta. Ông ấy đối đãi với dì Ương tiểu thư như vậy, ông ấy không xứng làm cha nàng ấy. Ta biết người không muốn hại người vô tội, nên ta cho liều lượng rất cẩn thận. Chỉ cần Lý Thượng Thư uống thuốc giải độc kịp thời, ông ấy sẽ không sao. Ta hành động mà không hỏi ý người. Xin người hãy trách phạt ta. Cô làm thế là gì ta? Làm sao mà ta trách phạt cô? Nhưng cô phải hứa với ta không được hành động mà không hỏi ý của ta nữa. Dù ta hận sức dân nhu, nhưng ta không muốn hại người vô tội. Dân công chúa. Phu nhân. Phu nhân, người đừng tức giận nữa. Lý Dị Ương, người khá lắm. Người tưởng như thế có thể thắng ta sao? Chỉ cần ta còn sống, cuộc chiến của chúng ta nhất định sẽ không kết thúc. Phu nhân, người là con gái của Sức Dân gia, Sức Dân Nam tướng quân, lại thân thiết với người từ bé, sau này lo gì không loại được Lý Dị Ương? Phu nhân, giờ cứ bỏ qua, chăm sóc tốt cho bản thân. Ta chỉ không hiểu một chuyện. Ả ta làm thế nào, bằng cách nào? Nhất định là ả ta thông đồng với Ôn Nghi chuyện cỏ đuôi ngựa. Nhưng mà còn lão gia, ả ta hạ độc lão gia bằng cách nào? Ta đã nhờ thẩm thái y khám cho lão gia, sao thẩm thái y lại không nhận ra? Phu nhân. Tùng Đào Cư, ban đầu con đã tẩm thuốc kê mất ngủ và đau đầu vào sách phụ thân hay đọc, thế nên thẩm thái y không phát hiện ra điều gì. Đến khi Sức Dân Nhu hết nghi ngờ, con bảo quân đào tìm cơ hội thêm cỏ đuôi ngựa vào canh bát trân mà Trừng Lạc nấu cho phụ thân. Sau một thời gian, biểu hiện bị trúng độc sẽ xuất hiện. Rồi con nhờ nhị thẩm nhắc nhở phụ thân, phụ thân liền bắt đầu nghi ngờ. Dị Ương, như thế quá mạo hiểm. Nếu phụ thân con biết được, không phải, ta đã thêm cỏ đuôi ngựa mà không hỏi ý nhị tiểu thư. Cô ngốc quá, quân đào. Cho dù vậy, nó vẫn là do ta. Dù quân đào làm vậy là sai, nhưng không thể đánh bại được Sức Dân Nhu. Nếu không làm như vậy, thân là chủ của Lý gia, lão gia lại dung túng cho Sức Dân Nhu càng quấy, đại ca cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Thật khó cho dì Ương. Nhưng nhìn Sức Dân Nhu bị trừng trị cũng là một chuyện vui. Tam thẩm, đừng kích động quá. Đêm qua ta lại nằm mơ thấy Mượn Đức. Có lúc thì là Mượn Đức hồi nhỏ và rất đáng yêu, có lúc lại là nó toàn thân đầy máu, mình mẩy đầy thương tích. Giấc mơ ngược với đời thực. Thẩm đã mơ như thế, chứng tỏ nhị đệ vẫn bình an vô sự. Nhưng tại sao vẫn chưa có tin tức của nó, vẫn chưa tìm thấy xác đệ ấy mà, phải không? Chúng ta không được từ bỏ hy vọng. Tam thẩm đừng lo, nhị đệ nhất định sẽ bình an trở về.
Dì ơ, ta nhờ con một việc. Thẩm cứ nói, con sẽ cố hết sức. Khi Mận Đức quay về, nếu không thấy ta, nó nhất định sẽ nghi ngờ. Xin con hãy trông chừng nó, trông chừng nó giúp ta. Nếu không thấy ta, nó nhất định sẽ rất bối rối. Nó sẽ nghĩ đến chuyện trả thù. Sức dân nhu, có sức dân gia hậu thuẫn, làm sao nó đấu lại bà ta? Dì ư, cậu xin con giúp ta trông chừng nó. Nói với nó, ta không có yêu cầu gì. Ta chỉ muốn nó sống bình an. Ta chỉ muốn nó được sống. Con hứa với Thẩm. Thẩm đừng lo. Mẫu thân muốn gặp con lần nữa trước khi chết biết bao. Mận Đức, con trai ta. Thật là tuyệt, Lý Trường Lạc đã bị cho về quê vì cố giết phụ thân. Đại phu nhân bệnh thêm nặng, đang thoi thóp chờ chết. Không ai có thể uy hiếp vị trí của mẫu thân trong Lý gia nữa. Chúc mừng mẫu thân. Phen này, con và Thường Hỷ cuối cùng cũng có được cơ hội được chú ý. Đều là nhờ vào Dị Ương. Ta không bao giờ ngờ được một nha đầu lớn lên ở thôn quê có thể dùng đại phu nhân kiêu ngạo vào đường cùng. May mà con không phải kẻ thù của nàng ta. Nếu không chúng ta tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, ta sẽ phải đau đầu rồi. Con thật may mắn vì có một tỷ tỷ yêu thương con đến vậy. Chỉ cần tỷ ấy không uy hiếp con nguyện làm tỷ muội tốt của tỷ ấy cả đời. Dọn dẹp chỗ này đi. Vâng. Này ngươi, đằng kia, quét đi. Đừng lo, đã thêm cỏ rồi. Để ta giúp người. Được rồi. Đây là nơi nào vậy? Làm sao ở được đây? Cô nói nhảm nhiều quá đấy. Xem cô đang ăn mặc cái gì kìa. Mặc như thế làm sao làm việc? Đây, thay đi nhanh lên. Ngươi, cô nên nhớ, đây không phải Thượng Thư Phủ. Ngươi dám đối xử với ta như vậy sao? Ta là đại tiểu thư của Lý gia. Để xem lúc trở về ta xử ngươi thế nào. Đại tiểu thư, để xem cô trở về được không. Ngươi. Gõ cửa đi. Dân. Lão gia. Lão gia, trả con gái lại cho thiếp. Đều là lỗi của thiếp. Đừng trách Trường Lạc. Ta đã đưa Trường Lạc đi rồi. Đừng nghĩ tới chuyện đưa nó về. Thiếp cầu xin chàng, trả Trường Lạc lại cho thiếp đi. Trường Lạc. Trường Lạc. Phu nhân. Phu nhân. Tránh ra. Y phục kiểu gì đây? Làm sao ta mặc được? Tiểu thư, người nhẫn nhịn trước đã. Nô tỳ hết cách rồi. Cái chốn gì thế này? Hôi thối, bẩn thỉu. Tiểu thư, ta muốn về nhà.
Ha ha ha.